Thank you.
Đây là trên cái tuyến đường mà từ ngoài đường chính vào trong làng Vạn Phúc. Đấy. Trong cái làng lụa Vạn Phúc đây các bạn, đây là cái đường đi ra đường chính. Và các bạn thấy ở xung quanh hai bên đường thì đều bán các cái sản phẩm nhìn rất là đẹp. Và kia là cái đằng trước mặt của các bạn và cái khu nhiều cây, đấy là cái khu trưng bày của các cái sản phẩm của làng lụa Vạn Phúc Hà Đông. Đây là hai bên mặt đường các bạn. Hai bên mặt đường thì vào ban ngày thì là khi mà quý các bạn đến tham quan làng Vạn Phúc thì ban ngày thì là mở cửa, còn buổi tối thì hầu như hai các cửa hàng hai bên mặt đường này đều đóng cửa, đa phần là đóng cửa các bạn. Đây là chúng ta vào cái khu tham quan chuyên sản xuất và phục chế các cái mặt hàng tơ lụa truyền thống Triệu Văn Mạo. Thì mời bà con cô bác chúng ta hãy cùng vào đây tham quan nhé. Đây, trong này là cái khu quan có nuôi, có chú gà tre rất là đẹp. Và ở đây có các cây vú sữa rất là mát các bạn. Và đây là cái khu mà chúng ta cũng có thể vào tham quan. Thì ở đây là như trước mặt bà con cô bác là đây là con tơ tằm. Tơ tằm. Và đây là các cái máy để mà dệt. Nhìn các cái đường chỉ rất là phức tạp, nhưng mà các nghệ nhân của dệt thì rất là giỏi và rất là khéo tay. Giờ như mình toàn nhìn thì nói thật quý vị các bạn là mình toàn chẳng biết được sợi nào như nó là sợi nào để mà dệt được ra như thế này. Đấy, quý vị các bạn thấy dệt ra một tấm lụa như thế này rất là công phu. Đây là chúng ta đang ở trong cái khu Triệu Văn Mạo, khu mà dệt lụa. Các cái máy móc dệt lụa ngày xưa rất là công phu và chi tiết các bạn. Và trong này là để mà chúng ta làm dệt lụa. Con chào bác ạ. Các cái guồng quay này là guồng quay của các cái sợi tơ. Vâng, và bà con cô bác chúng ta hãy cùng Minh Toàn chúng ta vào thăm cái vườn dâu, bởi vì tằm là ăn dâu thành ra là mới có tơ tằm được. Thì xin kính mời bà con cô bác hãy cùng đến Minh Toàn ta tham quan cái vườn dâu mẫu của làng Vạn Phúc Hà Đông nhé. Đây là cái vườn dâu các bạn. Đây chỉ là cái mẫu thôi.
chứ cũng không phải là cả hẳn một cái rừng dâu để mà đáp ứng nhu cầu cho tầm nó ăn đâu. Đấy. À, đấy, đây là cái u dâu. Và đây thì như bà con cô bác đang nhìn thấy là cái con kén của cái con tằm. Và đây cũng chỉ là mẫu để trưng bày để các cái du khách tham quan đến để chúng ta xem. Đó. Đây, các cái kén. Và như bà con cô bác cũng có thể đang nghe thấy là cái tiếng dệt, tiếng máy dệt. Bây giờ Minh Toàn xin kính mời bà con cô bác chúng ta hãy tham quan cái chợ lụa nhé. Và đây mến thưa bà con cô bác là đây là cái chợ lụa của Vạn Phúc Hà Đông. Rất là nhiều mẫu mã rất là đẹp dành cho từ trẻ em cho đến người cao tuổi. Trong chợ và trong này quý vị bạn bắt gặp những cái hình ảnh mà nói về cái cách làm lụa. Như ở đây là một hình ảnh của lụa, hình ảnh này rất là đẹp.